Rồi, xin chào tất cả em học sinh lớp 8 và quý phụ huynh. Như vậy thì trong clip trước thì thầy đã quay xong cho các em ở cái phần 1 và chúng ta đã nắm được cái công thức của cái định lý Pythagore đúng không nào? Đó chính là gì nào? Nếu tam giác ABC mà vuông tại A, thầy sẽ vẽ hình lại để chúng ta nắm nha. Thầy nói nhanh thôi. Tại vì sau mỗi clip thầy nghĩ thầy nhắc lại thì chúng ta sẽ nhớ nhanh và nhớ lâu. Dù ABC vuông tại A. Vuông tại A thì cạnh BC này sẽ là cạnh gì? Đây chính là cạnh huyền, đúng không? Và hai cạnh AB và AC này là hai cạnh góc vuông. Như vậy theo nội dung định lý Pythagore, người ta nói gì? Cái nội dung định lý này bắt buộc chúng ta học thuộc lòng em nhé. Bình phương cạnh huyền sẽ bằng này. Bình phương cạnh huyền sẽ bằng tổng bình phương hai cạnh góc vuông. Nghĩa là ở đây tổng bình phương của hai cạnh góc vuông nghĩa là AB bình phương cộng cho AC bình phương. Nếu như người ta yêu cầu em tính cạnh huyền thì chúng ta tính như theo công thức này. Còn nếu giả sử như người ta yêu cầu em tính một trong hai cạnh góc vuông này, giả sử như tính cạnh AB đi, thì chúng ta suy ra ở đây AB bình phương sẽ chúng ta chuyển vế, chuyển thằng này bao đây đổi dấu, như vậy chúng ta lấy BC bình phương trừ ở đây AC bình phương, ta nhớ thành như vậy. Thì bây giờ trong clip hôm nay thầy sẽ quay tiếp cho em ở phần 2, đó chính là ứng dụng của định lý Pythagore. Tính độ dài đoạn thẳng này, người ta đưa ra cho chúng ta bài toán 1 này, cho tam giác ABC vuông tại A. Vuông tại A thì nghĩa là từ đây chúng ta suy ra BC này chính là cạnh gì? Chính là cạnh huyền, em hiểu chưa? Ở đây có AB và AC. Như vậy thì chắc chắn ở đây BC bình phương sẽ bằng AB bình cộng AC bình, thì chắc chắn ta sẽ tính ra được BC. Nghĩa từ hai cái này chúng ta sẽ tính ra được BC này. Hãy tính độ dài cạnh BC, đường cao AH và các đoạn thẳng BH và CH. Cái này rất là dễ luôn em. Đầu tiên chúng ta sử dụng định lý Pythagore để chúng ta sẽ tính ra được BC này. Có BC rồi này, kem như này. Có BC rồi thì ở đây người ta yêu cầu kem tính đoạn AH ở đây. AH thì người ta dựa vào diện tích kem, diện tích của tam giác ABC. Nghe thầy giảng như đây sẽ là diện tích của tam giác ABC. Nếu ở đây chúng ta chia cái anh AH lại, nghe nó này, đây chúng ta sẽ chia anh AH lại thì diện tích của tam giác ABC thì sẽ bằng là 1/2 nhân AB nhân AC. Các em hiểu không? Nó theo một công thức này, 1/2 AB nhân AC. Ngoài ra diện tích của tam giác ABC nó cũng, nếu như mà theo đường cao, có đường cao này thì chúng ta sẽ lấy 1/2 nhân cho đường cao và nhân cho cạnh tương ứng, nghĩa là 1/2 nhân cho AH và nhân cho BC. Như vậy hai diện tích này sẽ bằng nhau, thì từ đó chúng ta sẽ suy ra hai thằng này bằng nhau. Hai thằng này bằng nhau nghĩa là cho thằng này bằng thằng này, cho hai này bằng nhau, thì khi đó 1/2 này hết, chứng tỏ AB là AB nhân AC sẽ bằng AH nhân cho BC. Từ đó chúng ta suy ra AH này sẽ bằng là AB nhân AC chia cho BC. Đây, người ta tính ra được như này. Các em hiểu chưa? Khi chúng ta tính được AH rồi thì khi đó một là chúng ta sẽ tính HB, hai là chúng ta tính HC. Áp dụng ví dụ ở đây thầy tính HB đi, ở đây thầy tính HB thì chúng ta áp dụng trong tam giác này, đó chính là tam giác BHA vuông tại H. Vuông tại H thì chứng tỏ AB này chính là cạnh huyền. Đoạn AH này đã có rồi nên chúng ta sẽ tính ra cạnh cái vuông HB. Có HB rồi thì chúng ta sẽ tính HC. Tại vì chúng ta thấy là BC này thì bằng BH cộng HC. Như vậy thì HC này sẽ bằng là BC trừ cho HB ra được cái anh này là HC. Hoặc là chúng ta không muốn tính theo cách đó thì chúng ta có thể tính HC bằng cách là áp dụng trong tam giác vuông này. Đó chính là CHA. Có AC là cạnh huyền rồi. Có AH rồi chúng ta sẽ tính ra CH. Như vậy thì cái đoạn CH này chúng ta tính theo hai cách, nhưng mà cái cách chúng ta lấy BC trừ cho BH này thì rất là nhanh hơn cái việc mà chúng ta áp dụng định lý Pythagore. Các em hiểu chưa? Thầy nói luôn để chúng ta hiểu như vậy. Thì bây giờ này, nhận xét, chúng ta ghi thầy phần nhận xét này vô. Nếu tam giác ABC vuông tại A có đường cao AH bằng H, các cạnh BC bằng A gì đó, thì ở đây chúng ta có này. Như vậy thì ở đây chúng ta có thể vẽ ghi cái phần nhận xét này vô. Ở đây là A, B và C. Ở đây vuông đây. Ở đây là AH. Chúng ta có thể vẽ hình này vô. Thì từ đây chúng ta sẽ ghi này vô. Như vậy H, A nhân A sẽ bằng là B nhân C. Trong đó A này chính là cạnh huyền này, B này chính là hai cạnh vuông, nên từ đây chúng ta có thể suy ra H này sẽ bằng là B nhân C chia A. Chúng ta ghi thầy phần nhận xét này vô, vẽ thầy cái hình này vô và ghi cái này vô, suy ra đường cao H sẽ tính bằng như này. Khi đã có nhận xét và có công thức rồi thì chúng ta sẽ lấy và làm luôn, không cần phải chúng ta thực hiện tính toán tính diện tích các kiểu gì đó, hiểu chưa?
Bây giờ chúng ta sẽ đi sang phần luyện tập 2 các em nha. Ở đây người ta yêu cầu như này em. Cho các tam giác vuông với kích thước như hình 9.37, hãy tính độ dài x và cho biết những tam giác nào đồng dạng, viết đúng ký hiệu đồng dạng. Ở đây x đây đúng không? Như vậy ở đây chúng ta sẽ có là thầy trình bày cho đây luôn nha. Chúng ta có là áp dụng định lý Pythagore vào trong tam giác vuông ABC, vuông tại đâu? Vuông tại A. Theo định lý Pythagore ta có gì? Có phải ở đây là 13 bình phương, nghĩa là BC bình phương đúng không? BC bình phương ở đây sẽ bằng là AB bình cộng AC bình. Bây giờ chúng ta thế vô. Ở đây trở thành là 13 bình phương sẽ bằng là x bình phương cộng đây cho 12 bình phương. Rồi, hết thì chúng ta sẽ từ đây chúng ta suy ra đây là x bình phương sẽ bằng ở đây là 13 bình phương trừ đây cho 12 bình phương. Đúng không? Ta sử dụng có thể sử dụng máy tính này. 13 bình phương trừ 12 bình phương ở đây sẽ bằng 25. 25 nên từ đây chúng ta suy ra x chúng ta sẽ bằng căn bậc 2 của 25 thì bằng mấy? Bằng 5. Được chưa? Đấy. Như vậy x ta đây bằng 5 này. Ta điền vào đấy cho nó dễ hiểu. Tương tự như vậy. Bây giờ chúng ta sẽ tính ở đây là 13, ở đây là 5. Người ta yêu cầu các em tính độ dài x là chúng ta tính ra x ở đây rồi nè. Đúng không? Còn chỗ nào thì x nữa không? Ở đây 13, ở đây 5. Thì chứng tỏ ở đây chúng ta cũng sẽ suy ra thằng đây chính là bằng 12 này. Không chạy nào á. Đúng không? 12. Nhưng mà thì cái tam giác ở đây là A, B, C thì nó sẽ đồng dạng với tam giác là E, D, F. Đúng chưa? E, D, F. Ok. Như vậy thì ở đây chúng ta có này. Ta trình bày xuống phía dưới nè. Suy ra đây x bằng 5 thì vậy cái tam giác ở đây là A, B, C sẽ bằng trước em nhé, bằng tam giác EDF theo trường hợp đây là cạnh huyền, cạnh góc vuông đúng không? Theo trường hợp cái này chương trình lớp 7 nha, cạnh góc vuông nghĩa là ở đây sau khi chúng ta tính x xong, chúng ta tính x xong thì chúng ta thấy hai tam giác này nó sẽ bằng nhau theo trường hợp là cạnh huyền, cạnh góc vuông, mà hai tam giác bằng nhau thì chắc chắn sẽ đồng dạng theo tỷ số k là bằng 1, không? Nên từ đây chúng ta suy ra cái tam giác ABC sẽ đồng dạng với cái tam giác EDF, được không? Ta ký hiệu thầy đây là 1. Xong. Bây giờ chúng ta lại có này. Bây giờ chúng ta sẽ xét tam giác này và tam giác này. Ở đây góc A ở đây sẽ bằng góc M ở đây. Đúng chưa? Đúng như nào? Bây giờ chúng ta thấy hai cạnh góc vuông của nó này. Ở đây 5 với 2,5 là bằng mấy? Tỷ lệ bằng 2, lấy 5 chia 2,5 bằng 2. Kiếm lấy 12 chia 6 bằng 2. Chứng tỏ hai tam giác này sẽ đồng dạng với nhau theo trường hợp là cạnh góc cạnh này các em ạ. Thầy sẽ để lên đây thầy làm ở đoạn dưới nha. Như vậy chúng ta lại có cái gì em? Chúng ta có AB. AB ở đây trên cho MB sẽ bằng 5 chia cho 2,5 là bằng 2. Tiếp. AC chia ở đây cho MN sẽ bằng 12 chia cho 6 cũng là bằng 2. Nên từ đây chúng ta có phải suy ra AB trên MB sẽ bằng AC trên MN. Và tỷ lệ đây là tỷ số K là bằng 2. Đúng không? Và ở đây chúng ta có là gì? Chúng ta sẽ xét cái tam giác ABC và cái tam giác gì em? MBN có. Chúng ta có cái này. AB trên MB sẽ bằng AC trên MN đúng không? Rồi chúng ta có cái góc A là bằng góc M này. Đúng không? Ta có góc A bằng góc M. Ở đây là bằng 90 độ tại vì nó là góc vuông mà. Từ đây chúng ta suy ra cái tam giác ABC sẽ đồng dạng với tam giác MBN theo trường hợp là cạnh góc cạnh. Nhá, cạnh góc cạnh. Ta ký hiệu đây là 2.
Như vậy thì ở đây chúng ta thấy là AB đồng dạng thằng này và AB đồng dạng thằng này thì chứng tỏ thằng này này EDF này sẽ đồng dạng với MBN từ 1 và 2. À, chúng ta sẽ suy ra cái tam giác MBN sẽ đồng dạng với tam giác EDF tại vì nó cùng đồng dạng với tam giác ABC theo tính chất bắc cầu. Hiểu chưa? Đây, cái đoạn đầu chúng ta đi tìm x là ở đây nha, thấy không? Ta thì bấm trên màn hình lại rồi chúng ta sẽ ghi chép cách đầy đủ. Đó, chúng ta tới đoạn này đây. CD2 này đồng dạng x bằng 5 nha. Rồi, tiếp tục. Lại có ta tới xuống phía dưới. Rồi, ta đi xem phần tiếp theo em nha. Phần tiếp theo. Rồi, chúng ta đi xem phần vận dụng 2 em. Vận dụng 2. Ở đây người ta hỏi như đây nè. Để đón được một người khách một xe taxi xuất phát từ vị trí điểm A ở đây, chạy dọc một con phố dài 3 km để đến điểm B, thì rẽ vuông góc sang trái và chạy tới đây là 3 km tới điểm C này, tiếp tục và chạy 1 km nữa tới D. Nghe không? Người ta sẽ chạy theo đường này nè, đây, đây và đây, đúng không? Nếu mà tổng là 3 + 3 + 1 là tới 7 km đấy. Hỏi lúc đầu khoảng cách từ chỗ người lái xe đến người khách là bao nhiêu, nghĩa là chúng ta phải đi tính từ C nè. Cái A này chính là C đúng không em? Cái vị trí A này chính là C và đây chính là khách nè. Ta hiểu đó. Bây giờ chúng ta phải tính khoảng cách từ A tới C, nghĩa là ở đây chúng ta đi tính AD là bằng bao nhiêu nè. Nếu mà đi theo cái đường này nè, AB chúng ta cộng BC cộng CD là bằng 3, cộng 3 là bằng 6, cộng 1 đây là bằng 7. Bây giờ chúng ta sẽ tính một phát đi đường thẳng này, theo đường chéo này thì bằng bao nhiêu? Thì theo đường chéo chéo này thì chúng ta thấy này, ở đây cái hình ABCD này, thành loại ABCM này chính là hình gì? Thì chính là hình vuông đúng không? Ở đây vuông góc mà hai cạnh này bằng nhau chứng tỏ nó là hình vuông. Như vậy thì ở đây BC bằng 3 thì chứng tỏ AM này cũng bằng mấy? Bằng 3. Và chứng tỏ MC này cũng bằng 3. MC này bằng 3 thì chứng tỏ ở đây MD ở đây chúng ta tính được không? Các em, MD này chúng ta tính được bằng cách 1 + 1 + 3 là bằng mấy? Bằng 4 km. Như vậy MD có rồi, AM có rồi mà vuông tại M thì chúng ta sẽ tính được AD này chính là cạnh hiền. Ở đây 4 bình phương cộng 3 bình phương là bằng 25, 25 thì chứng tỏ AD này bằng 5 này. Bằng 5 km. Nếu mà đi đường thẳng từ A tới D này bằng 5 km. Còn nếu mà ta đi đường vòng AB rồi BC tới CD tới 7 km là nên đi đường thẳng lúc nào nó nhanh hơn nha. Hiểu chưa? Như vậy các bước đầu tiên chúng ta còn phải tính này. Như vậy ở đây chúng ta có là gì nè? Chúng ta có đây là BC có phải bằng AM sẽ bằng AB có phải bằng CM, ở đây chính là bằng 3 km. Tại sao như vậy? Vì ở đây là AMCB là hình gì? Là hình vuông. Là hình vuông cái này. Nên từ đây chúng ta sẽ tính ra được MD. Đây chúng ta sẽ tính ra được MD bằng cách lấy MC cộng CD đúng không? Bằng MC cộng CD, nghĩa là 3 cộng 1 là bằng 4 km. Bây giờ chúng ta sẽ xét cái tam giác AMD vuông tại đâu, phải ghi rõ nè. Các em, vuông tại M. Như vậy theo cái nội dung định lý Pythagore, theo định lý Pythagore ta có. Như vậy thì vuông tại M thì chứng tỏ AD chúng ta đây chính là cạnh gì? Chính là cạnh hiền. Như vậy chúng ta có hai cạnh vuông, đó chính là tương ứng là AM với lại MD đúng không nào? Như vậy chúng ta có là AD bình phương sẽ bằng AM bình phương cộng cho gì? Cộng gì em? MD bình phương. Như vậy chúng ta thế số vô, ở đây sẽ là bằng 3 bình phương cộng 4 bình phương. Ở đây sẽ bằng 25. 25 nghĩa bằng 5 bình phương đấy. Nên từ đây chúng ta suy ra AD chúng ta sẽ bằng là căn bậc 2 của 25, nghĩa là bằng 5. Bằng 5 km. Như vậy thì ở đây chúng ta kết luận là vậy, lúc đầu cái khoảng cách từ chỗ người lái xe đến khách là bao nhiêu? Chỉ có 5 km thôi. Ví dụ như nghĩa là chúng ta hình dung đây này, mấy cái anh taxi chẳng hạn, ví dụ anh chạy thẳng như này từ A tới D này anh chạy có 5 km thôi thì tiền là ít.
Bây giờ anh muốn chơi chạy thẳng này, mà anh chơi chạy đường vòng, vòng 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 theo hình chữ Z này, AB là 3, rồi BC 3 nữa, cái CD này nữa, một nữa thành 7. Ví dụ 1 km là 10.000 đi, ví dụ thế. Thì anh chạy 7 km thì anh lấy được 70.000. Còn anh chạy mà từ A tới D này một phát một chạy đường thẳng này có 5 km thì anh thu được cái 50.000 thôi. Đó là một thực tế. Thì không phải nói xấu gì nhưng mà thực tế là như vậy. Nên bữa nay người ta hay chọn cái thể thức là đi Grab, tại vì nó có số tiền cố định nha. Như là thầy vào Sài Gòn, thầy hay bắt Grab là lý do là như vậy. Tại vì khi mà anh chạy Grab thì bây giờ anh cứ chở tôi tới nơi, anh muốn chạy vòng kiểu gì vòng, nhưng mà thầy chỉ đưa đúng số tiền nữa thôi. Còn mấy anh taxi là anh có cái km, tính km để tính tiền mà. Bây giờ mình đâu có biết vị trí đó đâu em, cứ chạy vòng vậy thì tính tiền no luôn. Nên là cứ tốt nhất bữa nay đi xe công nghệ Grab là tốt nhất nha. Đấy là khuyên mà thầy thôi, còn tùy các em nhé. Ok. Ở đây thì người ta yêu cầu như này: chứng minh tính chất hình học. Ở đây bài toán 2 này đó, thì ở đây người ta đã chứng minh cho em được cái điều gì. Đây tự chuyển sang màu xanh lè, xanh lét này. Đây, vuông ở đây đúng không, suy ra này, A nhỏ hơn B. Cái này chúng ta tham khảo nha. Ở đây tiếp tục chú ý, chúng ta ghi thầy phần chú ý này vô. Trong bài toán 2, nếu gọi AM là đường cao thì các cái đoạn thẳng AC, AD là đường xiên, thì đoạn thẳng MC được gọi là hình chiếu của đường xiên AC, và đoạn thẳng MD được gọi là hình chiếu của hình xiên AD. Đọc như vậy thì có vẻ khó hiểu, nhưng ở đây nè, nghe nói xíu nè, thầy làm thì nó dễ hiểu hơn em. Ví dụ ở đây nè, chúng ta nhìn nè, ví dụ chúng ta có tam giác ABC đúng không, được chưa? Thằng AM là đường cao, đường cao nghĩa đường vuông góc, đường vuông góc đúng không, đường cao là đường vuông góc, thì cái anh AB và AC này người ta gọi là đường xiên, thì trong đó là cái đường vuông góc này sẽ là đường ngắn nhất này, còn cái anh đường xéo, đường xiên này, AB với AC này không phải là đường ngắn nhất. Nó có vô số đường xiên nhưng nó chỉ có một đường vuông góc duy nhất, được chưa? Thì trong đó AB này thì cái hình chiếu của nó đó chính là BM này, còn AC này này, cái hình chiếu của nó đó chính là MC. Hình chiếu chúng ta hình dung, ví dụ chúng ta đây là cái ông mặt trời đây, ta hình dung này, ông mặt trời, ví dụ chúng ta đi đi trên đường, ảnh chiếu xuống cái tia chiếu nó chiếu này, thì mình đây là mình đúng không, ví dụ thầy đây, thì nó cái bóng mình nó sẽ nằm ở dưới đây, cái bóng mình từ đây này nó nằm ở trên mặt đường này, thì đây chính là cái hình chiếu này, đây chính là cái người của mình này, và đây chính là cái bóng của nó này. Thì ở đây ví dụ như đường xiên AB này thì cái bóng của nó trên BC nó chính là BM, còn AC này thì bóng của nó đây chính là MC này. Chúng ta phải hiểu thế, chứ ví dụ đọc mà chúng ta chả hiểu gì thì cũng khó, đúng không? Như vậy với cùng một đường cao, hình chiếu càng lớn thì đường xiên càng lớn, nghĩa là gì? Nghĩa là nếu như ở đây AB mà nhỏ hơn AC, kiểu ha, ở đây nếu mà AB mà nhỏ hơn AC thì từ đây chúng ta suy ra AB thì hình chiếu của nó chính là MB, được không? Hình chiếu của AB là chính là MB, AC thì hình chiếu của nó là MC. Trong khi đó AB nhỏ hơn AC thì chứng tỏ từ đây chúng ta suy ra MB sẽ nhỏ hơn MC, vậy thôi. Đấy, hiểu chưa? Ok. Trong phần câu hỏi thì người ta hỏi như này. Bây giờ nhớ chưa nào? Cho hình 9.40 trong các đoạn thẳng, chúng ta ghi thầy phần này vô luôn nha. Trong các đoạn thẳng AC, AD, AE, đoạn thẳng nào có độ dài lớn nhất, đoạn thẳng nào có nhỏ nhất? Thì ở đây là AD, AC, AE, thì nhìn vô đây thì chắc chắn là cái anh AD này là ngắn nhất rồi này. Nếu mà ngắn nhất nữa thì đó chính là đường cao AH này. Cái đường cao là đường ngắn nhất. Trong ba đường xiên này thì đường xiên dài nhất đó chính là AE, tiếp theo là AC và tiếp theo đó chính là AD. Chắc chắn là như vậy. Nhưng bây giờ chúng ta phải tính toán theo Pythagore nha. Bây giờ chúng ta áp dụng cái định lý Pythagore trong tam giác vuông AHD, thì chúng ta có AD này chính là cạnh huyền, thì chúng ta có AD này, bình phương này sẽ bằng là AH bình cộng cho gì, HD bình, đúng không? Chúng ta sẽ áp dụng định lý Pythagore trong cái tam giác AHD. AHD vuông tại đâu? Vuông tại H. Ta viết bằng ký hiệu nha. Như vậy đây là chúng ta có là AD bình phương sẽ bằng là AH bình cộng cho HD bình. Chúng ta ký hiệu thầy đây là 1.
Tương tự như vậy, bây giờ chúng ta sẽ áp dụng, bây giờ chúng ta chia cái tia AD lại. Chúng ta sẽ nhìn giùm thầy ở cái tia A, à, thầy nói tam giác AHC. Vuông tại H thì chúng ta có AC bình phương sẽ bằng AH bình cộng HC bình, đúng không? Ta ghi áp dụng gì đó trong tam giác cái đó, à, trong tam giác AHC vuông tại H ta có đây là AC bình bằng AH bình cộng cho HC bình phương, ta ký hiệu đây là 2. Tương tự như vậy, bây giờ chúng ta sẽ chia hai tia này lại. Ta nhìn giùm thầy trong tam giác vuông AHE ha. Ta ghi áp dụng ở gì đó trong tam giác vuông AHE vuông tại H. Ta có gì? Ta có đây là AE bình phương cũng sẽ bằng AH bình phương cộng cho HE bình phương. Ta ký hiệu đây là 3. Vì nè, chúng ta nhìn nè, ba cái đoạn này so sánh được chứ? HD, HC và HE thì anh nào nhỏ nhất nè. Anh HD này sẽ nhỏ nhất, rồi tới anh HC và cuối cùng là HE sẽ là lớn nhất. Đúng không? Vì ở đây nó có HE sẽ lớn hơn HC và lớn hơn HD. Nên từ đây ta bình phương lên, có phải là khi đó HE bình phương sẽ lớn hơn HC bình phương và sẽ lớn hơn HD bình phương. Có đúng không? Hiểu chưa? Ta ký hiệu đây là 4. Như vậy các em nhìn là 1 2 3 4 này. Chúng ta thấy AH 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 này giống nhau. Có đúng không? Khi đó ở đây HE là lớn nhất tới HC, HE bình phương lớn nhất tới HC bình phương rồi tới HD bình phương, nên từ đó chúng ta suy ra HE bình phương, AE bình phương sẽ lớn hơn AC bình phương và sẽ lớn hơn AD bình phương. Hiểu không? Như vậy thì từ 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, ta căn cứ vào 4 cái điều kiện này. Từ đây chúng ta suy ra ở đây là AE bình phương này sẽ lớn hơn AC bình phương và sẽ lớn hơn AD bình phương. Nên từ đây chúng ta suy ra AE sẽ lớn hơn AC và sẽ lớn hơn AD. Bắt buộc phải làm theo kiểu này chứ không phải nói tôi nhìn bằng mắt thường, tôi suy ra là AD này ngắn nhất và AE này nhỏ nhất, người ta không chịu đâu em. Hiểu chưa? Như vậy chúng ta kết luận là vài đoạn AE lớn nhất và AD nhỏ nhất. Đấy thôi, ta làm phải đàng hoàng như vậy nha. Ok, chứ không phải nói tôi nhìn vào trong hình cái rồi tôi thấy như vậy rồi tôi kết luận, không phải. Toán không được phép như vậy nha, mà phải làm có lý do, căn cứ đàng hoàng, căn cứ vào đâu để chúng ta suy ra được cái điều đó. Hiểu chưa? Rồi tiếp tục. Ok, về phần luyện tập 3 nha. Luyện tập 3. Phần luyện tập 3 người ta hỏi vậy anh em. Trước đây chúng ta thường nhận định lý về trường hợp bằng nhau. Trường hợp bằng nhau thì cái này chúng ta được học ở chương trình lớp 7 đâu ha. Đặc biệt có hai tam giác vuông. Nếu một cạnh góc vuông và cạnh huyền của tam giác vuông này bằng một cạnh góc vuông và cạnh huyền của tam giác vuông kia. Đây, cạnh huyền cạnh góc vuông này. Thì hai tam giác vuông đó bằng nhau. Áp dụng lý Pythagore, em hãy chứng minh định lý ở trên. Ở đây, nhớ là bằng nhau nhé. Bằng nhau. Nghĩa là ở đây chúng ta cần phải áp dụng cái định lý. Thì ví dụ ở đây trong đây chúng ta thấy là BC bình phương, BC bình phương sẽ bằng là AB bình cộng cho AC bình. Tương tự như vậy, ở phía bên đây B'C' bình phương sẽ bằng A'B' bình phương cộng cho A'C' bình phương. Mà trong khi đó chúng ta thấy AB thì bằng A', B', BC thì bằng B'C'. Có đúng không? Hai thằng này bằng thằng này, thằng này bằng thằng này thì chứng tỏ thằng này cũng sẽ bằng thằng này. Nên từ đó chúng ta suy ra AC sẽ bằng A'C'. Nên từ đó chúng ta suy ra hai tam giác này sẽ bằng nhau theo trường hợp là gì? Cạnh cạnh cạnh, nghĩa ba cạnh này tương ứng sẽ bằng nhau. Đây. Thầy đã in sẵn này nghe. Có những cái thầy in sẵn để chúng ta hiểu. Bằng nhau này theo trường hợp đây chính là cạnh cạnh cạnh. Rồi nha. Được không? Mục đích người ta cho vài điểm ta suy ra AC bằng A'C' nha. Rồi tiếp tục, ta sẽ đi sang phần thử thách. Thử thách nhỏ, thử thách to rồi đây. Ok. Ở đây người ta hỏi gì đây? Thử thách nhỏ hay thử thách lớn đây? Người ta yêu cầu các em là hãy tính chiều cao theo đơn vị cm của một tam giác đều. Nhớ đây là tam giác đều nha. Thì chúng ta phải áp dụng các cái tính chất của tam giác đều vào. Như đây, đó cạnh là 2cm. Cạnh 2cm chứng tỏ đây là AC bằng 2, AB bằng 2 và cái anh BC này cũng bằng 2 này. Chúng ta có hiểu đấy. Như vậy ở đây người ta yêu cầu tính chiều cao, nghĩa là người ta đi tính AH bằng bao nhiêu đó. Mục đích chính của người ta này, đi tính AH bằng bao nhiêu.
mà tam giác đều á, tam giác đều cũng chính là tam giác cong. Tại vì ở đây AB sẽ bằng AC thì tam giác đều cũng chính là tam giác cong, mà ở đây là đường cao. Theo tính chất ở trong tam giác đều cũng như tam giác cong thì đường cao này chính là đường trung tuyến này, chính là đường trung trực này, cũng chính là đường phân giác. Hiểu không? Nghe nói là này, ở trong chương trình lớp 7 chúng ta được học về các cái đường là đường cao, đường trung trực, đường phân giác, đường trung tuyến, đúng không? Như vậy thì nó chỉ xảy ra ở trong tam giác cong hoặc là tam giác đều thôi. Thì trong tam giác đều này chúng ta đã có đường cao là AH, thì chứng tỏ AH này cũng chính là vừa là tam giác cong, thầy nói vừa là đường trục, nó là đường cao này, vừa nó là đường trung trực, vừa là đường phân giác, và đặc biệt nó chính là vừa là đường trung tuyến. Mà đường trung tuyến nghĩa là H này nó sẽ là trung điểm của BC, H này sẽ là trung điểm của BC. Thì ở đây để tính AH thì chúng ta chỉ cần tính HB hoặc là HC bằng bao nhiêu là chúng ta sử áp dụng Pythagore là ra thôi. Như vậy BC ở đây bằng 2 thì H này là trung điểm, thì mỗi bên bên này 1 thì bên này cũng sẽ là 1. Nghĩa là bây giờ chúng ta sẽ áp dụng trong tam giác vuông AHC. Chúng ta có trong tam giác này nó có gì? Ta có AC là bằng 2 và ở đây là HC ở đây là bằng mấy? Bằng 1. Sau đó chúng ta áp dụng Pythagore, chúng ta sẽ tính ra được AH. Như vậy thì ở đây chúng ta có này, bình phương cạnh huyền là AC bình phương. AC bình phương sẽ bằng AH bình phương cộng HC bình phương, đúng không? AH bình phương cộng cho HC bình phương. Nên từ đây chúng ta suy ra ở đây là AH bình phương sẽ trừ AC bình trừ cho HC bình. Nghĩa là chuyển thằng này qua bên đây đổi dấu này. Bây giờ chúng ta sẽ thế vô, trở thành 2 bình phương trừ 1 bình phương. Ở đây sẽ bằng 4 trừ 1 là bằng bằng mấy? Bằng 3. Nên từ đây chúng ta suy ra AH của chúng ta sẽ bằng căn bậc 2 của mấy? Của 3 cm. Vậy đó, thằng này là bằng 1,73 này. Cái thằng này gần bằng là 1,73 cm. Chúng ta bấm máy tính nha. Xong rồi đó. Ok, hiểu chưa? Nó có cái lập luận mà liên quan tới chương trình của lớp 7, nó chính là đường cao và nó chính là đường trung tuyến. Mà đường trung tuyến thì H này chính là trung điểm của BC, mà H là trung điểm BC, nghĩa là khi đó chúng ta có HB sẽ bằng HC sẽ bằng BC chia 2. Như vậy chúng ta lấy 2 chia 2 là mỗi anh này là mỗi thằng là 1cm. Khi đó có HC, nghĩa là chúng ta có thể áp dụng trong tam giác vuông AHC, hoặc các bạn không thích tam giác vuông AHC thì chúng ta có thể áp dụng trong tam giác vuông AHB vẫn đúng nhé. Nghe bạn nào thích thì áp dụng phía tam giác bên đây, không thích bên đấy thì áp dụng bên đây cũng vẫn ra, nó vẫn là ra được căn 2 của 3 ở đây. Vậy thôi, vậy nha, toán là em nó đúng là được, nhưng mà đừng làm lùi làm tạo lao là sai nha. Rồi đây, các em muốn ghi chép đầy đủ thì thầy đã chuẩn bị sẵn cho em. Vậy thôi, về phần bài tập thì chúng ta làm trước giùm thầy, rồi trong clip sau thầy sẽ quay tiếp cho các em ở cái bài tiếp theo nhé. Ok, được chưa? Bấm dừng video lại để viết thôi. Vì tam giác ABC là tam giác đều, AH vuông góc BC nên H là trung điểm của BC suy ra. Được chưa nào? Rồi, về phần bài tập, về phần bài tập thì ở đây nghe. Ta làm trước thầy nha. Chúc em học tốt. Bye bye. Ok. Rồi, xin chào các em. Các em ủng hộ cái kênh Thầy Quang với thầy nha. Và đây là cái clip nấu ăn của cô Ngọ. Ok. Ok. Họ làm đẹp đẹp. Đấy, đẹp luôn.